Thực hiện luật quy hoạch, Chính phủ đang xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch không gian biển quốc gia để trình Quốc hội phê duyệt. Các địa phương xây dựng quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu hoàn thành việc lập quy hoạch xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, theo báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện mới lập được gần 10% quy hoạch cần phải lập trong hệ thống toàn quốc. Tiến độ này là rất chậm so với yêu cầu quy định của pháp luật. Tại Quảng Ninh, tỉnh đã chủ động tổ chức lập quy hoạch, thành lập ban chỉ đạo, hội đồng quy hoạch, mời các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, quy hoạch xây dựng, biển, hải đảo tham gia làm cố vấn cao cấp. Tiến độ lập quy hoạch của Quảng Ninh đang bám sát lộ trình. Tỉnh đã ký hợp đồng tư vấn với các đơn vị tư vấn, các sở ngành, chủ động cung cấp các nội dung tích hợp quy hoạch tỉnh, tổ chức nhiều cuộc họp và khảo sát chuyên ngành. Đến nay, quy hoạch tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành, dự kiến gửi xin ý kiến các bộ ngành trung ương, địa phương lân cận trước ngày 6 tháng 3 năm 2022. Trình Hội đồng Thẩm định và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phấn đấu hoàn thành trong quý 2 năm 2022. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước hết phải nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quy hoạch. Quy hoạch phải đi trước một bước, sát thực tế, khả thi, khai thác chỉ ra phát huy được tiềm năng, khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của các lĩnh vực, khu vực, địa phương. Muốn phát triển tốt thì phải có quy hoạch tốt. Phải xác định công tác quy hoạch là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2022. Lưu ý không cầu toàn cũng không nóng vội, phải có phương án luận, cách tiếp cận mới, tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược. Quy hoạch phải có tính chất lâu dài, ổn định, bám sát thực tiễn để điều chỉnh khi cần thiết. Trong tổ chức thực hiện, phải lựa chọn những nhà thầu tư vấn tốt, công tác công bố, quản lý quy hoạch đúng quy định, thực chất, chống hình thức. Cần tính toán nghiên cứu, xây dựng quy hoạch gắn kết với sự phát triển của khu vực và toàn cầu, lựa chọn vị trí mắt xích trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị để phát huy lợi thế, cơ hội, tiềm năng, nâng cao hiệu quả cạnh tranh toàn cầu của đất nước. Ngay sau cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu Ban chỉ đạo, Hội đồng quy hoạch phải xác định quy hoạch là căn cứ quan trọng trong triển khai phát triển kinh tế xã hội. Thực tế, không có quy hoạch thì rất khó trong thu hút đầu tư, huy động nguồn lực một cách bài bản, hiệu quả cao nhất, không tạo được môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội, khai thác được tối đa tiềm năng, cơ hội nổi trội, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh. Do vậy, Quảng Ninh triển khai quy hoạch bài bản, thận trọng trên cơ sở kế thừa và phát triển, phát huy hiệu quả các lợi thế như kinh tế biển, trọng điểm logistics, điểm trung chuyển chiến lược ASEAN với Trung Quốc từ các lợi thế hạ tầng đồng bộ hiện đại. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu các đơn vị phải nâng cao chất lượng ý kiến, phải tham gia đóng góp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, đặc biệt quy hoạch không gian biển quốc gia. Lưu ý bày tỏ rõ quan điểm lợi thế vượt trội so sánh đóng góp của kinh tế biển Quảng Ninh với khu vực, với không gian biển quốc gia. Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc chấp hành các quy định trong quản lý và sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 và thảo luận quyết nghị 9 dự thảo nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung cấp thiết đáp ứng cho công tác chỉ đạo điều hành ngân sách, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm, động lực có tác động lớn đến thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cũng trong tháng 2, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung triển khai các nội dung giám sát, thẩm tra, rà soát hệ thống các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh còn hiệu lực, rà soát, theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong tháng 2 vừa qua, dù có những ngày nghỉ Tết, song Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giữ vững nhịp độ công việc, triển khai toàn diện các mặt nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, đã rà soát hệ thống các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh còn hiệu lực, xem xét điều chỉnh, bổ sung nội dung một số nghị quyết cho phù hợp với thực tiễn, nhất là các nội dung liên quan đến an sinh xã hội, phục hồi du lịch. Đối với nhiệm vụ trong tháng 3, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục bám sát diễn biến của tình hình dịch bệnh, nâng cao công tác quản trị rủi ro trong phòng chống dịch, đồng thời nắm chắc tình hình về việc thanh toán bảo hiểm cho các bệnh nhân F0, chế độ cho nhân viên các trạm y tế. Về mục tiêu kinh tế xã hội, cần xem xét việc điều hành dự toán chi, nhất là chi đầu tư
chi thường xuyên cho an sinh xã hội, phòng chống dịch ở cả ba cấp ngân sách, tiến độ đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự, phối hợp cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri. Đối với kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức trước ngày 20 tháng 3 năm 2022. Trong đó, cần tiếp tục rà soát các dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội và các dự án đầu tư ngoài ngân sách, rà soát việc sáp nhập các thôn khu nhỏ không đủ điều kiện theo quy định để chuẩn bị cho kỳ bầu cử trưởng thôn, bí thư chi bộ. Đối với các khoản đã dự toán đến nay chưa phân bổ, nếu không phân bổ trước 20 tháng 3 sẽ chuyển sang phục vụ các mục tiêu khác, song vẫn đảm bảo mục tiêu chi cho lĩnh vực đó. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã họp thống nhất triển khai chương trình giám sát chuyên đề về việc thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 và việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự kiến chương trình giám sát chuyên đề về việc thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 thông qua hình thức nghiên cứu tài liệu, báo cáo và giám sát trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua giám sát nhằm đánh giá toàn diện, khách quan việc thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và đề xuất kiến nghị giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Đối với chuyên đề giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2022, dự kiến thời gian thực hiện từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022. Nội dung giám sát tập trung vào một số lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý tài sản nhà nước, quản lý sử dụng lao động và quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị rà soát rút gọn thành phần đoàn giám sát thực tế tại các địa phương, sở ngành, đảm bảo tinh gọn hiệu quả. Bên cạnh các nội dung giám sát theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có thể nghiên cứu bổ sung các nội dung giám sát phù hợp với thực tế của địa phương. Việc lựa chọn các đơn vị, địa phương thực hiện giám sát phải đảm bảo tính đại diện cao, trên cơ sở đó đánh giá được một cách toàn diện những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và các bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện. Đồng thời kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét sửa đổi bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật trong các nội dung giám sát. Chiều nay, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra khảo sát việc tận dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp các dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Hiện nay trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, lượng đất đá thải mỏ trong quá trình khai thác than có thể tận dụng làm vật liệu san lấp lên đến hàng trăm triệu mét khối. Việc vận chuyển đất đá thải mỏ đến các dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm trên địa bàn cũng có thể tận dụng được các tuyến đường vận tải chuyên dụng của ngành than với cung đường trung bình chỉ trên dưới 10 km. Đây là điều kiện rất thuận lợi để các dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả có thể sử dụng nguồn đất đá thải làm vật liệu san lấp. Thực tế, trong thời gian qua, một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố cũng đã tận dụng đất đá thải mỏ trong quá trình triển khai dự án và bước đầu cho thấy được hiệu quả trong thực tế. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, trong thời điểm hiện tại, nhu cầu sử dụng đất đá san lấp phục vụ cho các dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả nói riêng và của cả tỉnh là rất lớn. Vì vậy, việc tận dụng đất đá thải mỏ là rất cần thiết. Qua đó vừa giảm chi phí đầu tư của các dự án, vừa giảm áp lực đến môi trường của các bãi thải mỏ, giảm giá thành khai thác than và phát triển kinh tế tuần hoàn, đồng thời hạn chế tối đa việc phải khai thác các mỏ đất mới. Đồng chí đề nghị thành phố Cẩm Phả rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất đá san lấp đối với các dự án đầu tư công giai đoạn 2022-2025 và các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn. Trên cơ sở đó báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương được sử dụng đất đá thải mỏ trong quá trình khai thác các dự án đầu tư. Các sở ngành liên quan cùng vào cuộc hỗ trợ địa phương cũng như các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Sáng nay tại điểm cầu Quảng Ninh, các đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ dự hội thảo trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo đề án về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trình Hội nghị Trung ương năm khóa 13 Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.
Tại hội thảo, các đại biểu tham gia ý kiến bổ sung thêm các quan điểm, mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể, nhất là mục tiêu quy định về bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên theo hai giai đoạn đến 2025 và giai đoạn 2030. Ngoài ra, các địa phương cũng tích cực thảo luận, đề xuất nhiệm vụ giải pháp để đảm bảo xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn 2025-2030. Tham gia ý kiến tại hội thảo, tỉnh Quảng Ninh đề xuất bổ sung thêm hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân về công tác xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, bổ sung thêm những khó khăn vướng mắc liên quan đến tính ổn định công việc của công nhân trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, việc xây dựng khu nhà ở xã hội, các thiết chế văn hóa, thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp có quy mô lớn. Về mục tiêu, tỉnh Quảng Ninh đề xuất cần phải có những mục tiêu cụ thể rõ nét hơn theo từng giai đoạn, theo từng năm để tổ chức thực hiện. Đối với nhiệm vụ giải pháp trọng yếu, Quảng Ninh cũng tham gia ý kiến về việc sắp xếp mô hình tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp theo ngành lĩnh vực, xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, đảng bộ kiểu mẫu, ban hành quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cơ sở, mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ở những nơi có điều kiện. Ghi nhận các ý kiến tham gia vào dự thảo, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương yêu cầu tổ biên tập đề án trình hội nghị Trung ương năm khóa 13 sẽ tiếp thu nghiêm túc đầy đủ các ý kiến tâm huyết để bổ sung hoàn thiện đề án. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thành chủ trì buổi làm việc với các sở ngành địa phương để nghe tình hình triển khai các giải pháp quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, phương án quản lý khai thác hạ tầng khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp với cảng cá Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Sau khi nghe báo cáo của các sở ngành địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thành yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo cấp giấy phép khai thác thủy sản cho trên 90% tàu cá có chiều dài từ 6 đến 12 mét và 100% tàu cá từ 12 đến 15 mét. 100% tàu cá trên 15 mét được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, hoạt động hiệu quả, sớm công bố 10 điểm neo đậu cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, thiết lập hệ thống để kiểm soát trên 50% sản lượng đánh bắt thủy sản. Đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường xử lý vi phạm, phối hợp theo dõi thông tin nhằm thực hiện tốt việc chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đồng loạt ra quân tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Về phương án quản lý khai thác hạ tầng khu neo đậu tránh bão cấp vùng kết hợp cảng cá loại 1 tại huyện Vân Đồn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý hạ tầng khu neo đậu kết hợp cảng cá do ngân sách nhà nước đầu tư, rà soát quy hoạch, hoàn thiện thủ tục công bố, xây dựng quy trình vận hành đảm bảo đồng bộ, phát huy hiệu quả sau đầu tư. Đồng thời giao cho huyện Vân Đồn nghiên cứu đề xuất phương thức đấu giá thuê đất, phân khu dịch vụ đảm bảo chức năng theo quy hoạch. Trong chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thành chủ trì cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát công tác quy hoạch quản lý giao mặt nước nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để khắc phục những tồn tại, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp để tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh, trong đó chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường tự nhiên, an toàn giao thông trên biển, đảm bảo không gian phát triển du lịch. Các địa phương cần khẩn trương rà soát tổng hợp các trường hợp nuôi trồng thủy sản trong và ngoài quy hoạch để có phương án giải quyết theo thẩm quyền, xử lý dứt điểm những vi phạm về việc giao cho thuê mặt nước không đúng quy hoạch, quá hạn, ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên, tăng cường dọn sạch các tuyến luồng đường thủy nội địa để đảm bảo lưu thông an toàn trên biển. Chiều nay, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 3 năm 2022. Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị sở ngành và các báo cáo viên của tỉnh. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trước tình hình bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp hiện nay, đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền tốt, đúng đắn lập trường quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đối với các vấn đề quốc tế. Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục tuyên truyền làm rõ sự chỉ đạo sát sao, đúng đắn của Đảng, của hệ thống chính trị mang lại hiệu quả trong suốt thời gian qua, tiếp tục thích ứng an toàn linh hoạt để đảm bảo hiệu quả lao động sản xuất, hoàn thành các kế hoạch chỉ tiêu kinh tế xã hội. Trước đại dịch COVID-19 vẫn đang còn rất nhiều phức tạp, nhưng các điểm đến du lịch tại Quảng Ninh với các giải pháp quyết liệt trong phòng chống dịch vẫn thu hút được khá đông du khách, đặc biệt là các điểm nghỉ dưỡng kết hợp du lịch tâm linh. Gần 200 du khách được đơn vị lữ hành đến từ thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử là điểm du lịch đầu năm cho các du khách của mình.
Sở dĩ chúng tôi lựa chọn đến cái khu du lịch Legacy Yên Tử này là bởi vì ở đây thì chúng tôi cảm thấy rằng là rất là yên tâm về cái đảm bảo cái việc là sức khỏe cũng như là đảm bảo về cái an toàn trong cái tình hình dịch bệnh cho du khách khi mà đến đây. Lần đầu tiên tôi đến Yên Tử, đây lần đầu, thì cái cảm nhận đầu tiên của tôi là cái không khí ở nơi đây, cảnh vật, con người nó rất là bình yên. Và cũng tìm hiểu thì biết là Yên Tử là một vùng đất linh thiêng nên mình mới tham gia cùng với chuyến đi này. Thì đến đây thì thấy cái phòng chống dịch cũng an ninh, yên tâm trong người. Tiếp tục triển khai chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Khu nghỉ dưỡng này thường xuyên tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch, xây dựng các phương án đón khách tham quan, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 tốt nhất. Để thích ứng linh hoạt trong cái tình hình mới ấy, thì cái công tác phòng chống dịch bệnh chúng tôi rất là quan trọng. Toàn bộ nhân viên của khu tĩnh dưỡng thì chúng tôi yêu cầu là phải test thường xuyên và đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc. Thứ hai nữa là đối với khách thì chúng tôi cũng có những cái bộ phận là chúng tôi khuyến cáo rồi nhắc nhở khách liên tục đeo khẩu trang cũng như là khai báo qua QR code. Và đặc biệt nữa là không tránh những cái tụ tập giữa các cái đoàn khách với khác nhau. Đến danh thắng Yên Tử trong thời gian gần đây, du khách còn có thêm trải nghiệm các dịch vụ đặc sắc tại khu trung tâm văn hóa Trúc Lâm dưới chân núi sau hành trình Thượng Sơn dâng hương lễ Phật. Nhiều sản phẩm du lịch đa dạng phong phú tại đây dành cho du khách. Nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 3 của tỉnh cao nhất và sớm nhất cả nước, trong đó tỷ lệ bao phủ vaccine đủ 2 mũi, 3 mũi cho hơn 8.000 nhân lực trong ngành du lịch của Quảng Ninh, cùng với hơn 650 cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ được dán nhãn an toàn phòng chống dịch COVID-19, Quảng Ninh đã sẵn sàng mở cửa lại tất cả các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên quốc gia mốc giới, đấu tranh với các hoạt động vi phạm, giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự ở khu vực biên giới, các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh còn tích cực cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó, chương trình Nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng là một trong số nhiều hoạt động ý nghĩa giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn thắp sáng ước mơ trong học tập. Là chị cả trong gia đình ba chị em, người em thứ hai bị bệnh đau yếu quanh năm, mẹ lại không có việc làm ổn định. Con đường đến trường của em Lưu Thị Minh Phương, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Hạ Long, có lúc tưởng như phải dừng lại vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhưng với sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, đồng hành của cán bộ chiến sĩ biên phòng Hải đội 2 trong việc triển khai thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường 7 năm qua đã tiếp thêm động lực cho Phương. Hiện em đang ấp ủ ước mơ sẽ trở thành một nữ chiến sĩ quân y để được rèn luyện, trưởng thành, cống hiến trong môi trường quân đội. Được tiếp xúc với các chú bộ đội nên là cháu cảm thấy là hình ảnh của các chú bộ đội Cụ Hồ trong cháu rất là tỏa sáng, rất là quan trọng, ấm áp. Vì thế nên là cháu hy vọng là năm nay cháu có thể đạt giải cao hơn. Cháu hy vọng là cháu có thể lọt top 32 học sinh giỏi quốc gia môn sinh học để được tuyển thẳng vào Đại học viện Quân y. Thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường mà Bộ Tư lệnh Biên phòng phát động, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã nhận đỡ đầu cho 70 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng biên giới hoặc trong khu vực đóng quân trên địa bàn với mức hỗ trợ 500.000 đồng một tháng cho các em đến khi học xong lớp 12. Chúng tôi nhận thức sâu sắc ý nghĩa nhân văn của chương trình Nâng bước em tới trường và có niềm tin việc đỡ đầu các cháu là để bồi dưỡng cho thế hệ tiếp bước cha anh trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, gieo mầm tương lai là với mong muốn là có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn được cả cộng đồng xã hội giúp đỡ để có một tương lai tươi sáng. Trước điều kiện thực tế ở các địa bàn biên giới, ven biển, hải đảo, còn nhiều học sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối diện với nguy cơ bỏ học cao, từ năm 2019, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh còn thực hiện chương trình Con nuôi đồn biên phòng với việc nhận nuôi 17 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2016 đến nay thì đơn vị cũng đã nhận 4 cháu trong chương trình Nâng bước em tới trường và 1 cháu trong chương trình Con nuôi đồn biên phòng và giúp đỡ
một cháu bị tật nguyền hỗ trợ cả đời. Đến nay thì đối với các cháu cũng được đơn vị giúp đỡ thì có cái lực học trung bình khá, đặc biệt là có hai cháu là học sinh giỏi. Việc mà giúp đỡ các em đấy thì cũng tạo cái động lực cho các em có ý chí phấn đấu vươn lên để gọi là thoát nghèo và có làm chủ cái bản thân mình và góp cái phần gắn bó giữa tình đoàn kết giữa bộ đội biên phòng và giữa với chính quyền địa phương và nhân dân địa phương nơi biên giới. Chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng không chỉ là giúp các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, mà còn nhân lên tình yêu biên giới, tình yêu quê hương đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong ngày, Quảng Ninh được Bộ Y tế ghi nhận 3.992 ca. Trong đó, 3.492 ca cộng đồng, 500 ca đã được quản lý cách ly, 13 trên 13 địa phương ghi nhận ca mắc, số ca phát hiện thông qua sàng lọc test nhanh 3.775 ca, được phát hiện qua xét nghiệm PCR 217 ca. Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, dịch COVID-19 trong cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng có diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới và số ca mắc trong cộng đồng tăng. Hiện tượng số ca mắc mới tăng ở cả 13 trên 13 địa phương trong tỉnh đã được dự báo trong điều kiện tỉnh khôi phục trở lại các hoạt động du lịch, lao động sản xuất, học tập cũng như các sinh hoạt xã hội. Ngày 2 tháng 3 năm 2022, tỷ lệ ca mắc là công nhân học sinh vẫn chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ nhiễm ở công nhân là 25,3%. Tỷ lệ nhiễm ở học sinh dù đã có xu hướng giảm nhưng vẫn chiếm ở mức 14,1%. Dự báo trong thời gian tới, dự kiến sẽ có khả năng gia tăng những trường hợp bệnh nặng. Vì vậy, nhóm người trọng điểm cần bảo vệ sẽ bao gồm người cao tuổi, người chưa tiêm chủng, người có bệnh lý nền, nhóm người yếu thế trong xã hội, nhóm trẻ em, phụ nữ có thai, nhằm giảm số mắc, chuyển nặng và tử vong. Khuyến cáo, các ban chỉ đạo địa phương cần tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc xác định ca bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, tổ chức tốt việc ghi nhận các ca bệnh có đầy đủ thông tin, lập hồ sơ theo dõi, phân luồng, điều trị theo phân tầng của Bộ Y tế để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, giảm số ca chuyển nặng, dẫn đến giảm tỷ lệ tử vong. Triển khai các biện pháp truyền thông, hướng dẫn người dân không mua các loại test thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, dẫn đến việc đánh giá sai tình hình dịch bệnh và gây tâm lý hoang mang trong dư luận. Không tích trữ quá nhiều test nhanh, gây tình trạng khan hiếm test trên thị trường. Tăng cường nhân lực hỗ trợ hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, trong tiếp nhận thông tin khai báo dịch bệnh của người dân. Tiếp tục rà soát đối tượng chưa tiêm chủng, khẩn trương tổ chức tiêm vét cho các đối tượng trên. Thời gian gần đây, mặc dù số ca mắc trên địa bàn tỉnh liên tục tăng nhanh, tuy nhiên trên 94% số ca mắc đều thuộc thể nhẹ, có thể cách ly điều trị tại nhà. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế, ngành Y tế Quảng Ninh cũng đã đưa thuốc kháng virus Monopiravir vào điều trị cho F0 tại nhà, đảm bảo mọi F0 được tiếp cận với thuốc. Xong, phải được chỉ định đúng cho người nên và cần sử dụng. F0 này đang điều trị tại nhà ngày thứ 5. Sau khi được khám phân loại, tư vấn sàng lọc, chị được bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc kháng virus Monopiravir dưới sự giám sát của nhân viên y tế suốt quá trình sử dụng thuốc. Thì ngày hôm nay là ngày thứ tư tôi sử dụng thuốc kháng virus thì tôi thấy là sức khỏe của tôi thì có phần tiến triển hơn. Tôi không còn những biểu hiện như là tức ngực và khó thở. Trong quá trình sử dụng thuốc thì tôi thường xuyên được bác sĩ hướng dẫn rất là cụ thể và tỉ mỉ. Thứ nhất là cứ 12 giờ thì uống một lần và mỗi lần uống xong thì bác sĩ hỏi xem là có những cái biểu hiện bất thường của thuốc hay không. Và nếu có những biểu hiện bất thường thì có thể gọi điện trực tiếp cho bác sĩ. Hoặc có thể quét mã QR và điền những thông tin gửi lại Zalo cho bác sĩ. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thuốc Monopiravir chỉ được sử dụng để điều trị COVID ở thể nhẹ đến trung bình. Người mắc phải có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Thuốc dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày. Không sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm hoặc khi không có triệu chứng. Monopiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai, chuẩn bị mang thai cho con bú. Đồng thời không được phép sử dụng thuốc cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn. Và số F0 đang điều trị tại nhà là 396 F0 và số F0 mà được điều trị bằng thuốc chương trình kháng virus thì là 8 bệnh nhân. Đối với lại cái thuốc điều trị kháng virus này thì cái lứa tuổi dùng là cho đối tượng là từ 18 tuổi trở lên. Và những cái người mà có các cái mắc các cái triệu chứng thể nhẹ
Và bên cạnh đó thì phải tuân thủ nghiêm các cái chống chỉ định của thuốc khi mà sử dụng. Ngoài ra thì khi mà hướng dẫn cho bệnh nhân sử dụng thuốc thì sẽ phải tư vấn cho bệnh nhân thật là kỹ và có cam kết là bệnh nhân phải tham gia đúng chương trình, đúng đủ thời gian điều trị. Hiện tại thì thời gian đầu thì chúng tôi cũng có dùng ở một số xã để làm điểm. Tuy nhiên khi đó thì thời gian đầu thì dùng thì bệnh nhân có hiệu quả. Chúng tôi đã triển khai đủ 21 xã phường. Và trong thời gian tới này thì hiệu quả của cái Monopiravir này thì chúng tôi sẽ phổ cập dùng rộng hơn và số lượng nhiều hơn. Và phần lớn sẽ đáp ứng được những bệnh nhân mà có chỉ định dùng Mono thì đều có thuốc để dùng cho bệnh nhân. Hiện việc đưa Monopiravir vào điều trị cho F0 tại nhà đã được thực hiện tại tất cả các trạm y tế xã phường trong toàn tỉnh. Tích lũy F0 được điều trị Monopiravir từ ngày 24 tháng 11 năm 2021 trên địa bàn tỉnh đến nay là trên 4.362 bệnh nhân, trong đó số đã hoàn thành liệu trình điều trị là 2.987 bệnh nhân. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân ổn định. Dùng Monopiravir là thứ nhất là an toàn, thứ hai là cái tính hiệu quả trong cái việc mà rút ngắn thời gian điều trị cũng như là giảm cái sự nhân lên của virus. Và chúng tôi cũng đã có kế hoạch và yêu cầu các đơn trung tâm y tế phải xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai làm sao để người dân sớm, những người dân có chỉ định, vì thuốc này nói vậy thôi nhưng cũng có những cái chỉ định và có những cái không, có những chống chỉ định. Những người có chỉ định là có thể tiếp cận được sớm sử dụng cái Monopiravir này. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả, ngành y tế khuyến cáo bệnh nhân chỉ sử dụng thuốc Monopiravir điều trị COVID khi đã có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định. Không tự ý mua sử dụng thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường để tránh tiền mất tật mang. Sáng nay, công ty Than Khe Chàm trao tặng 200 tấn xi măng cho huyện Bình Liêu nhằm góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đưa huyện Bình Liêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Tính đến thời điểm hiện nay, huyện có 5 trên 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đồng Tâm đang chờ thẩm định và xét công nhận. Huyện đạt 4 trên 9 tiêu chí và 13 trên 30 chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Đến đây, chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.